Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Vẫn có nói ban đầu, nếu bạn gặp khăn, đã có Mr. Tin, Mr. Tin đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. Kênh của Tin chuyên làm về xe máy Honda, tất cả thông tin liên quan về xe máy Honda tại Head Honda, giống như clip ngày hôm nay. Như là hứa, hôm nay Mr. Tin quay trở lại với một sự bất ngờ và thú vị và đặc biệt, rất là happy cho anh em thích dòng xe tay con, đó chính là Winner X. Hôm rồi tôi làm một ngày chủ nhật vàng hồi tháng 4 và với giá Winner X chia ra hai loại, một là thắng đĩa thông thường giống như vậy, hai là thắng ABS, không phân biệt bản đặc biệt hay là bản thể thao hay bản cao cấp gì hết, chỉ là biết thắng ABS thôi. Đối với thắng đĩa thông thường thì giá chỉ có 35 triệu, thắng ABS giá chỉ 40 triệu, và ngày hôm đó tin đã bán 60 xe cho anh em trên kênh. Và rất là nhiều anh em nói anh Tin ơi, làm chương trình tiếp đi anh Tin ơi, làm chương trình tiếp đi anh Tin ơi. Thì nay là tháng 6, một tháng rất là đẹp, số rất là đẹp. Đợt này Tin lại tiếp tục làm chương trình, nhưng mà một chương trình đợt này nó một cái thú vị như sau. Hôm nay là ngày 11 nè. Thì vào ngày 17 tây tháng 6, không làm ngày chủ nhật vàng nữa mà làm ngày 17 tây tháng 6. 17 tây tháng 6 là ngày 19 âm lịch, là một ngày cực kỳ đẹp để mình lấy xe luôn. Ngày 19 âm lịch, nhớ nha, 17 tây tháng 6 là thứ 6 tuần sau, tôi sẽ làm chương trình Winner X khủng. Đây, giống như cái câu nè, mua Winner X nhận siêu quà khủng, là đây. Anh em từ giờ lúc này coi clip này xong, liên hệ Zalo số điện thoại này để chuyển khoản cọc 3 triệu. Alo. Rồi ok. Rồi. À rồi. À rồi. Rồi. Khách mới gọi. Rồi, nãy nói tới đâu quên rồi ta. À, ngày 17 tháng 6 là tương đương ngày thứ 6 tuần sau, ngày 19 âm lịch. Bây giờ anh em liên hệ số điện thoại này, chuyển khoản cọc liền tại thời điểm này. Tin để cho anh em, và duy nhất 10 chiếc thôi nha. Lần này là đúng 10 chiếc cho tất cả anh em nào hậu khẩu ở tỉnh Long An, và chỉ áp dụng duy nhất ở tỉnh Long An nha. Còn ngoài tỉnh Long An là giá khác, còn trong tỉnh Long An anh em liên hệ liền số điện thoại này để đặt cọc 3 triệu. Thì đối với thắng đĩa thông thường này giá chỉ là 34 triệu, lưu ý giá chỉ là 34 triệu thôi. Còn đối với thắng để ABS, không phân biệt là bản đường đua này hay là bản đen nhám hay là bản màu bạc hay là bản màu đỏ, miễn là thắng ABS, giá chỉ 39 triệu. 39 triệu luôn ấy nha, giá chỉ 39 triệu thôi. Đã bao gồm thuế VAT. Lưu ý, đã bao gồm thuế VAT. Và chỉ áp dụng cho anh em nào hậu khẩu ở tỉnh Long An. Tin luôn luôn ưu tiên cho tất cả anh em ở tỉnh Long An là vậy nha. Liên hệ liền số điện thoại này. Anh em nào coi clip này mà ở tỉnh Long An mà đam mê Winner X, mà trong hội nhóm Winner X, lập tức chia sẻ clip này lên nhóm liền. Để làm gì? Để cho anh em trong tỉnh Long An mình được những cái ưu đãi tốt nhất. Và duy nhất chỉ 10 xe thôi nha. Hết 10 xe hết. Không như hãm là mới đầu nói 10 xe thành ra 60 xe. Tại vì quá nhiều anh em liên hệ, mình từ chối thì hơi kỳ. Giờ mình nói khẳng định một lần nữa là 10 xe thắng đĩa 34, thắng ABS 39, giá đã bao gồm thuế VAT. Ok nha. Thì anh em liên hệ liền gấp đi nha. Chỉ có 10 xe cho anh em tỉnh Long An thôi nha. Rồi ok. Rồi mong là clip này đem lại những cái điều thú vị cho anh em nha. Hả Tim?